năm nay là tôi 89 tuổi, thế này là tôi xin đọc một cái bài thơ về quê ngoại. Thế này là nước Mỹ Duệ vừa trong vừa mát, nam nữ thôn nhà lại hát rất hay, giàu lên từ mảnh đất này, cùng nhau xây dựng từ ngày Hàn Vi. Theo đường cổ bác mờ đi, nghe lời bác gọi không gì quý hơn, đường của bác ta luôn ghi nhớ, bác chỉ đường muôn thuở nào quên. Hôm nay Mỹ Duệ đi lên, có nhà văn hóa ở bên cạnh làng, thôn tôi có cả phố hàng bán mua, đình chùa cổ kính sớm chưa tuổi già, đường quốc lộ vào ra tấp lập, đường liên thôn vui thật là vui. Trẻ già trai gái thôn tôi hàng năm mới có một ngày hôm nay, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, lúa ngô xanh tốt làm say lòng người, nhìn ai cũng thấy tươi cười. Nhà ba tầng đã gấp 10 năm xưa, Quảng Chi sớm nắng chiều mưa, có kênh mương cứng nước đưa vào đồng, nhà nhà thuận vợ thuận chồng, cháu con hiếu thảo vui lòng mẹ cha thì thế đấy. Ôi, con cảm ơn cô, bài thơ hay lắm, con chúc cô khỏe nhá, mỗi một năm cô để sáng tác cho con nghe vài bài.